trên diện tích 3 hecta với 8 hồ nuôi công nghệ tuần hoàn ở thôn Nam Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Các công nhân đang tập trung cải tạo ao hồ cho vụ nuôi tôm mới. Đây là năm thứ hai thả nuôi nên các công đoạn như vệ sinh bạt, dụng cụ nuôi, lắp đặt sục khí, xử lý nước đầu vào đều được thực hiện một cách rất thận trọng. Vấn đề xử lý có được coi là yếu tố quyết định thành công của vụ nuôi. Thì ao nuôi vậy là toàn bộ dụng cụ như số chậu hay là quạt vô là chúng tôi sẽ được xử lý và ngâm cơ lõ với hàm lượng cao để đảm bảo cho sạch toàn bộ cái vi khuẩn gây hại. Còn tại hồ nuôi tôm của anh Nguyễn Văn Phượng ở tổ dân phố Yên Hà, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, song cùng với quá trình cải tạo, sửa chữa ao hồ, anh cùng công nhân đang tập trung chăm sóc 75 vạn tôm sống vừa thả nuôi cho vụ mới. Giai đoạn 1 nuôi tôm sống với các yêu cầu kỹ thuật khắt khe là yếu tố quyết định đến năng suất và chất lượng vụ nuôi. Bây giờ hiện tại thì mình đang thả 4 ngày. Thì con giống thì bây giờ giai đoạn 1 thì vẫn cứ cho ăn các cái sản phẩm có dinh dưỡng nó cao để cho con tôm nó vượt được quá thì giai đoạn nhỏ. Sau đó thì khi nó ổn thì mình đưa về trang thải cho ăn bình thường. Vụ nuôi tôm xuân hè, vụ nuôi tôm chính thì chính quyền địa phương phối hợp với phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, rồi trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ cây trồng vật nuôi thì tổ chức tập huấn về cái kỹ thuật nuôi tôm cho bà con nhân dân, rồi là tư vấn về cái cả cái nguồn giống, rồi là liên quan đến cái công tác phòng dịch thì thường xuyên được là lấy mẫu để xét nghiệm. Năm 2024, toàn tỉnh đặt mục tiêu thả nuôi 2.250 hecta tôm các loại, phấn đấu đạt sản lượng 5.900 tấn. Thời điểm này, ngành thủy sản đang tập trung hướng dẫn cho các hộ nuôi thực hiện nghiêm các quy trình ngay từ đầu vào trong nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra môi trường nước, kịp thời cảnh báo các nguy cơ dịch bệnh để người nuôi chủ động phòng ngừa. Đầu vụ nuôi, Chi cục Thủy sản cũng đang tổ chức cái đợt kiểm tra phối hợp với các địa phương, tổ chức kiểm tra các cái yếu tố môi trường và thu mẫu tôm để kiểm soát các cái mầm bệnh trong môi trường và từ đó thì đưa ra khuyến cáo cho người nuôi. Theo kế hoạch, lịch thả tôm sống thẻ chân trắng chính vụ nuôi trồng thủy sản năm 2024 bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4. Tôm sú thả giống từ tháng 3 đến hết tháng 6. Tuy nhiên, ngành thủy sản cũng khuyến cáo người nuôi cần hạn chế vận chuyển và thả giống vào thời điểm nắng nóng để đảm bảo vụ nuôi mới được thắng lợi.